CDC Quảng Ninh lý giải tiệc nghỉ hưu trên du thuyền của ông Ninh Văn Chủ. Trao đổi với Vietnamnet vào hôm nay 8 tháng 8, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Quảng Ninh cho biết, những hình ảnh về tiệc nghỉ hưu của nguyên giám đốc CDC Quảng Ninh, Ninh Văn Chủ trên hai du thuyền diễn ra vào tối 30 tháng 6. Theo clip ghi lại, trong thời gian hai du thuyền cập mạn vào nhau, MC chương trình đã đọc những đơn vị tổ chức là Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh, AMV Group và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Quảng Ninh. Việc này khiến dư luận thắc mắc Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh AMV Group là đơn vị nào mà đứng ra đồng tổ chức hoạt động trên. CDC Quảng Ninh lý giải, ngày 30 tháng 6, Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh phối hợp với CDC Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động dự án Sapo Protect hợp tác công tư năm 2021, sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Sau khi hội nghị kết thúc, các đại biểu trong câu lạc bộ giám đốc CDC miền Bắc và khách mời, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh có nhu cầu tham quan Vịnh Hạ Long. Mọi người được bố trí lên hai du thuyền do ban tổ chức sắp xếp. Trong quá trình tham quan Vịnh Hạ Long, hai du thuyền lại gần và cập mạn vào nhau để thuận tiện cho các đại biểu giao lưu. Kinh phí cho hoạt động tham quan Vịnh Hạ Long trên hai du thuyền là do các thành viên của CDC và Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh tự đóng góp. Phía CDC Quảng Ninh không chi kinh phí cho hoạt động này, đại diện CDC Quảng Ninh cho biết. Nói thêm về dự án Sapo Protect hợp tác công tư của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh, đại diện CDC Quảng Ninh thông tin, dự án bắt đầu triển khai và đi vào hoạt động từ tháng 7/2008. Cả nước hiện có hơn 70 phòng tiêm Sapo Protect thành phần đang hoạt động. Trước đó ngày 7 tháng 8, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Bộ phận Trung tâm CDC Quảng Ninh và nguyên giám đốc CDC Quảng Ninh Ninh Văn Chủ. Việc kiểm tra sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15 tháng 8.